xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay thì nếu như mà các bạn đã đọc cái tên của cái video này thì các bạn cũng sẽ biết là chúng ta lại sẽ nói thêm một số những tài liệu liên quan tới bitcoin đặc biệt là cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó chính là một cái đề tài mà vẫn đang được tranh cãi rất là kịch liệt đó chính là vai trò bitcoin là gì và chúng ta sẽ nói tới cái vấn đề này một lát nữa Cái điều mà quan trọng hơn thường nghĩ là đầu video Chúng ta sẽ nói về tình hình tài chính ngày hôm nay Cũng như là những tin tức quan trọng nào mà nhiều người đang quan tâm tới Và nhất là ngày mai có một cái sự kiện mà rất nhiều người đang quan tâm tới mà thường muốn chia sẻ với các bạn Ngày hôm nay là ngày 28 tây tháng 4 là thứ ba và Thuận đang ở Cali và các bạn nhìn tổng quát vào thị trường hôm nay thì các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay không thay đổi nhiều xuống 0,13%, chỉ số S&P 500 thì xuống 0,52% và chỉ số Nasdaq đã xuống 1,4%. Thì hôm nay các bạn thấy được là thị trường cũng không có nhiều những tin tức nổi bật, chủ yếu là các bạn thấy là có rất nhiều những công ty lớn họ đã khai cái số tiền mà họ thu nhập được trong cái quý 1 năm 2020 này. Thì các bạn cũng có thể là nghĩ được là phần lớn các công ty đều đã bị thua lỗ tại vì trong quý 1 lúc mà dịch bệnh bùng nổ thì lúc đó là cái công ty không có làm ăn được thì đương nhiên là thu nhập sẽ rất là kém. Nhưng mà có một số công ty thì thu nhập tại ít hơn là các nhà đầu tư tưởng tượng cho nên những cái cổ phiếu đó cũng đã tăng lên nhưng mà phần lớn thì thị trường cổ phiếu không quá lạc quan về cái thu nhập của nhiều công ty. Tuy nhiên bây giờ thị trường vẫn đang có nhiều cái sự lạc quan tại vì các bạn thấy là bắt đầu tuần này thì đã càng ngày càng có nhiều tiểu bang, càng có nhiều cái thành phố sẽ mở cửa để mà làm ăn trở lại. Và trong vài tuần tới đây nếu như mà mọi việc ổn thì sẽ càng ngày càng có nhiều thành phố, nhiều tiểu bang hơn mở cửa trở lại. Cho nên bây giờ các nhà đầu tư vẫn đang lạc quan về cái điều đó. Các bạn thấy được là chỉ số của các hợp đồng tương lai như là chỉ số của futures ngày hôm nay của Dow Jones là lên 0,72%, chỉ số S&P 500 future thì lên 0,92% và chỉ số Nasdaq đã lên 1,16%. Có nghĩa là những gì mất đi hôm nay thì chế tình hiện tại là ngày mai sẽ lấy lại được. Có nghĩa là cổ phiếu Hoa Kỳ ngày mai là sẽ hồi phục lại một phần thì tại sao là có hai điều hai điều mà được nói tới ngày hôm nay đầu tiên đó chính là liên quan đến cái tin tức đưa ra từ tổng thống donald trump thì tổng thống trump đã nói những gì tổng thống trump đã nói là trong thời gian rất là ngắn very soon thì hoa kỳ sẽ có đầy đủ những cái thiết bị để mà kiểm tra dịch bệnh có thể là kiểm tra 5 triệu người mỗi ngày các bạn thấy được là đây là một con số rất là cao tại vì cái ngày mà Hoa Kỳ kiểm tra nhiều nhất từ trước cho tới bây giờ là 314.182 người đó chính là ngày 22 tây tháng 4 có nghĩa là cách đây không lâu cái đây chỉ có một tuần mà bây giờ tổng thống Trump nói là cái thời gian rất ngắn chúng ta có thể là xét nghiệm lên tới 5 triệu người có nghĩa là các bạn thấy là lên tới mười mấy lần so với cái số lượng mà chúng ta có thể kiểm tra được ở thời điểm hiện tại và trung bình thì cái ngày mà cao nhất là 314.182 người được kiểm tra ngày 22 tháng 4 nhưng mà trung bình thì chỉ có 157.000 người là kiểm tra hàng ngày cho nên nếu như mà muốn kiểm tra 5 triệu người thì là một con số rất là lớn Tuy nhiên là một trong những cái điều mà quan trọng nhất ở trong cái chiến lược mà mở cửa cho các tiểu bang hoạt động trở lại đó chính là phải có cái cách để mà kiểm tra những cái người dân nếu như mà họ có cái dấu hiệu gì thì phải có cách để mà cách ly họ ngay lập tức để cho họ không lây lan cho người khác đó là cái chiến lược để mà mở cửa hoa kỳ trở lại các bạn thấy được là có đầy đủ dụng cụ để mà kiểm tra dịch bệnh là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất và bây giờ tổng thống Trump lại nói là trong thời gian rất ngắn sẽ có đầy đủ thiết bị để mà kiểm tra 5 triệu người mỗi ngày khiến cho nhiều nhà đầu tư lạc quan hơn là cái đợt mở cửa này sẽ không gặp nhiều khó khăn. Càng ngày càng có nhiều tiểu bang mở cửa hơn thì các công ty họ sẽ bắt đầu là có thu nhập trở lại. Đó là điều thứ nhất. Và cái điều thứ nhì mà nhiều nhà đầu tư đang xôn xao bây giờ đó chính là cuộc họp định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ ngày mai. Phé thì các bạn thấy được là sau khi mà Fed cắt giảm lãi suất xuống còn 0% để mà chống lại cái dịch bệnh kỳ này thì các bạn thấy là chúng ta nói 0% để mà dễ hiểu nhưng mà thật ra cái dùng phần trăm mà cục dự trữ liên bang muốn giữ cái số lượng phần trăm tiền lời đó chính là từ 0 tới 0,25 nhưng mà chúng ta nói là 0% như dễ hiểu thì ngày mai nhiều người bây giờ là đang nghĩ là Fed sẽ có những cái quyết định gì một trong những chọn lựa mà nhiều người nói tới bây giờ là đầu tiên thì đương nhiên là Fed có thể là nói là tình hình bây giờ đã đỡ hơn cách đây 2 tháng thì chúng ta sẽ từ từ tăng lãi suất hơn. Đó cũng là một cái quyết định mà có thể xảy ra nhưng mà cơ hội quyết định này sẽ rất là thấp tại vì các bạn thấy được là tình hình dịch bệnh thì có chỉ biến tốt nhưng mà tình hình kinh tế thì không có chỉ biến tốt. Cho nên việc mà Cục dự trữ liên bang ngày mai tăng lãi suất là một điều mà cơ hội vô cùng thấp. Đó là ý nghĩa cá nhân của Thuận. Điều thứ hai mà Fed có thể làm đó chính là giữ lãi suất ở cái mức hiện tại. Có nghĩa là vẫn giữ lãi suất ở cái mức là từ 0 tới 0,25%. Thì đây là một điều mà mình cảm thấy là cơ hội cao nhất Tại vì tình hình bây giờ thì Fed phải giữ lãi suất để mà hỗ trợ thị trường Bây giờ tăng lãi suất chưa phải là thời gian thích hợp Cho nên giữ lãi suất ở cái mức hiện tại là một cái lựa chọn Thuận nghĩa là cơ hội cao nhất Và cái lựa chọn thứ ba thì đương nhiên là fed có thể là tiếp tục giảm lãi suất có nghĩa là chúng ta sẽ đi vào cái tình trạng là hoa kỳ có lãi suất âm nhưng mà cái cơ hội này cũng rất là thấp tại vì các bạn cũng đã biết là tuy là tổng thống donald trump rất là có hứng thú đối với cái lãi suất âm nhưng mà chủ tịch jerome powell của cục dự trữ liên bang thì không có hứng thú đối với lãi suất âm cho nên bây giờ cái cơ hội mà giảm lãi suất tiếp tục xuống lãi suất âm thì đây là một điều mà chủ tịch của cục dự trữ liên bang nói là ông ta chưa muốn suy nghĩ tới cho nên giữ lãi suất một chỗ là điều mà thuận cảm thấy là sẽ xảy ra ngày mai. Tuy nhiên đó là suy nghĩ cá nhân của thuận và không phải là chỉ có ba cái lựa chọn này. thì mình thấy được là ngoài việc là Fed cắt giảm lãi suất xuống còn không phần trăm cách đây vài tuần thì một điều khác nữa mà đã được làm bởi cục dự liên bang để mà chống lại dịch bệnh đó chính là họ đưa ra những cái chiến lược mua lại những cái tài sản và các bạn cũng đã biết là họ gọi là QE unlimited hay là QE vô thời hạn, có nghĩa là sẽ bơm tiền vào thị trường vô thời hạn cho đến khi nào mà họ cảm thấy thị trường có cái sự ổn định thì lúc đó là mới giảm cái sự bơm tiền vào trong thị trường. Các bạn thấy là trong vòng chỉ có vài tuần thì cái số tiền mà được bơm vào trong thị trường tài chính từ cục dự trữ liên bang đã lên tới con số là 6,6 nghìn tỷ đô la. Chỉ trong vòng có 7 tuần là đã mua lại cái số lượng tài sản này và chúng ta có nên nói tới là hai loại tài sản mà họ mua rất là nhiều đó chính là một là treasury coi như là nợ từ chính phủ của hoa kỳ hay là nhiều người gọi là công trái phiếu và thứ nhì đó chính là mortgage backed securities hay là cái cổ phiếu thế chấp bất động sản trong một video trước đây thì mình giải thích rõ ràng hơn về cổ phiếu thế chấp bất động sản là gì nhưng mà nào mà xem video hàng ngày thì cũng đã biết được đây là một cái loại tài sản như thế nào nhưng mà để nói một cách đơn giản cổ phiếu thế chấp bất động sản có nghĩa là khi mà một công ty một ngân hàng nào đó cho các bạn mượn tiền để mà mua nhà thì nhà của các bạn chính là cái tài sản thế chấp nhưng mà để có thêm tiền để cho người khác mượn thì những công ty cho mượn tiền mua nhà những công ty đó là phải bán cái nợ của các bạn cho các nhà đầu tư sau đó họ lấy số tiền đã trở về để mà có thêm vốn để có thể cho người kế tiếp mượn tiền chứ nếu không thì họ sẽ không còn tiền để mà cho người kế tiếp mượn nhưng mà trong cái tình hình hiện tại thì nhiều nhà đầu tư không muốn đụng vào những cái cổ phiếu thế chấp bất động sản này tại vì họ nghĩ là đây là một tình hình mà khá nguy hiểm nếu như mà người mua nhà mà mất việc thì có thể là họ sẽ không đóng tiền nhà dẫn đến việc là cái nợ đó sẽ trở thành nợ xấu vì lý do đó thì cục dự trữ liên bang cũng phải bơm tiền vào trong cái thị trường này để mà mua lại những tài sản đó hỗ trợ cho các ngân hàng và các công ty cho vay đó chính là điều mà cục dự trữ liên bang đã làm thì họ có thể là đưa ra những quyết định nhà mai là có tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường hay là không hay là giảm đi cái số lượng tiền bơm vào trong thị trường hàng tuần đây cũng là một điều mà sẽ được nói tới của cục dự trữ liên bang hay là cục dự trữ liên bang có thể đưa ra những cái điều lệ như là họ sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường cho đến khi nào mà cái số lượng phần trăm mà người thất nghiệp giảm đi trở về cái mức mà trước dịch bệnh thì đó cũng có thể là một số những cái chiến lược mà sẽ được nói tới bởi cục dự trữ liên bang ngày mai cho nên không ai biết được là ngày mai sẽ ra sao nhưng mà cái cơ hội mà giữ lãi suất yên một chỗ đó chính là cơ hội cao nhất và không chỉ riêng là thuần nghĩ như vậy các bạn thấy được là khi mà CME hỏi những nhà đầu tư thì bây giờ các bạn thấy là một trăm phần trăm của các nhà đầu tư đều có cùng một suy nghĩ có nghĩa là ngày mai Cục dự trữ liên bang sẽ giữ lãi suất yên một chỗ, cái mức là từ 0 tới 0,25%. Ngày mai khi mà có tin tức, tôi sẽ chia sẻ thêm một số tài liệu với các bạn. Đây chính là hai điều mà các nhà đầu tư đang quan tâm tới liên quan tới cục dự trữ liên bang ngày mai họp sẽ nói những gì và liên quan tới việc là Tổng thống Donald Trump nói là có cái số lượng thiết bị cần thiết để mà kiểm tra 5 triệu người mỗi ngày. Một số những thị trường khác chúng ta sẽ nhìn sơ qua, các bạn thấy được là chứng khoán của châu Á hôm nay thì sao? thì chỉ số Nikkei của Nhật Bản hôm nay thì hầu như không thay đổi. Chỉ số Shanghai Thượng Hải thì tăng 0,44%, chỉ số Hang Seng Hồng Kông thì tăng 0,17%. Còn về vàng, các bạn thấy được là vàng hôm nay thì cũng không có sự tăng trưởng nhiều, tăng 0,18% cũng tương tự như là ngày hôm qua, 1.725 đô cho một ounce vàng. Dầu thì các bạn thấy được là dầu hôm nay cũng có cái sự tăng trưởng hồi phục so với hôm qua, các bạn cũng nên nhớ là hôm qua là cái hợp đồng tương lai tháng 6 của một thùng dầu là chỉ có 12 đô la bây giờ đã trở lên mức là 13,89 Tuy nhiên là cái thị trường dầu chúng ta sẽ không đi vào chi tiết trong video này thì chúng ta đã nói tới rất nhiều hàng ngày Tình hình dầu bây giờ cũng không có nhiều chuyển biến chúng ta cần phải lưu ý tới Tình hình cũng là khá không được tốt đối với cái thị trường dầu Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua một đề tài khác đó chính là chúng ta sẽ nói tới Bitcoin Các bạn thấy được là Bitcoin ngày hôm nay cách đây chỉ có một tiếng đồng hồ đã cố gắng đẩy lên tới dần cái mức là 8.000 đô cho một đồng BTC bây giờ là 7.876 đô thì chúng ta sẽ nói thêm một số chi tiết liên quan tới Bitcoin nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như bạn là một người mới thì xin chào mừng các bạn đã đến với kênh ngày hôm nay. Đây là một kênh mà chuyên về thị trường tài chính truyền thống cũng như là chúng ta sẽ nói đến rất nhiều những tài liệu liên quan tới thị trường crypto thì bây giờ các bạn thấy là cái giá là 7.830 cho một đồng bitcoin ở trên sàn Coinbase. thì trong video ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói là chúng ta chỉ còn có khoảng chừng 13 ngày nữa là sẽ đến cái ngày bitcoin halving kế tiếp. đó chính là cái lúc mà cái số lượng bitcoin được đào ra mỗi một lốc sẽ bị giảm đi phân nửa từ 12,5 đồng BTC chỉ còn có 6,25 đồng BTC. thì cái ngày bitcoin halving thì trong một video cách đây khá lâu năm 2019 thì chúng ta cũng đã nói tới là chẩn đoán dựa theo những tài liệu Harvin trước đây thì chẩn đoán là khoảng 9.400 đô đó chính là cái giá mà Bitcoin sẽ xoay quanh khi mà hiện tượng Hoa xảy ra Đương nhiên đó là một tài liệu mà đã được chia sẻ cách đây rất là lâu Hồi hè năm 2019 Bây giờ các bạn thấy là tình hình Là Bitcoin ở cái mức là hôm qua là 7 bảy. Nếu như mà muốn đạt được Cái giá là 9.400 đô Trong vòng 14 ngày Thì trong thời gian đó Bitcoin là phải tăng lên 22% Bây giờ các bạn thấy là Bitcoin cũng đã tăng trưởng lên một phần Thì các bạn có còn nghĩ Là Bitcoin sẽ đạt được cái mức là 9.400 đô hay là không 22% thì tuy là một cái phần trăm lớn nhưng mà cũng không phải là một điều mà chúng ta chưa từng thấy nhất là chúng ta nói tới tăng trưởng trong khoảng thời gian là 13 ngày trong giờ một ngày chúng ta có thể thấy được Bitcoin tăng trưởng lên cái mức đó cho nên cơ hội Bitcoin đạt được 9.400 đô thì nghĩ là vẫn còn Đương nhiên đây chỉ là một cái dự đoán dựa theo lịch sử trước đây Giá có đi theo lịch sử hay là không thì đương nhiên không ai biết được Trong cái video này thì chúng ta sẽ không có chú tâm quá về cái giá của BTC Tại vì có một đề tài khác không cảm thấy là quan trọng hơn mà chúng ta sẽ nói đến Nhưng mà ngoại trừ Bitcoin ra thì các bạn thấy là các đồng lớn ngày hôm nay Nhất là những cái đồng trong cái top 3 này các bạn thấy là Ethereum Đã trở về cái mức là gần như là 200 đô cho một đồng Ethereum XRP ở cái mức là 21 cent cho một đồng XRP thì tiến triển của giá cả của các crypto cũng rất là tốt đẹp trong thời gian mấy ngày qua nhưng mà cái điều mà thường muốn nói với các bạn đó chính là liên quan tới vai trò của bitcoin là như thế nào tại vì các bạn thấy được là một trong những cái sự tranh cãi rất là kịch liệt ở trên thị trường của crypto đó chính là vai trò bitcoin là gì nhiều người thì cho là bitcoin là tiền điện tử và phải được sử dụng trong đời sống hàng ngày nhiều người thì cho là bitcoin là vàng điện tử là một tài sản trú ẩn cho nên không cần phải được sử dụng hàng ngày chỉ cần là giữ được cái giá trị của tài sản đó như vậy đầy đủ nhiều người thì cho là bitcoin là một cái mạng lưới thanh toán và các bạn thấy là mọi người đều cứ tranh cãi và điều này là điều mà thường muốn nói với các bạn ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về bitcoin thường muốn nói về một cái loại công nghệ khác các bạn thấy được là chúng ta khi mà nói tới những cái công nghệ như là công nghệ điện thoại di động thì các bạn thấy là nếu như thường hỏi các bạn là điện thoại di động bây giờ là công dụng để làm gì thì có thể là nhiều bạn nói là điện thoại di động là các bạn dùng để lướt Facebook, các bạn xài các ứng dụng, các bạn dùng để mà chơi game, các bạn dùng để nhắn tin, các bạn dùng để định vị, các bạn dùng để xem YouTube. Nhưng mà 10 năm trước đây, nếu như hỏi các bạn là điện thoại dùng để làm gì, thì các bạn có thể nói là điện thoại dùng để nhắn tin và dùng để mà gọi trước đó nữa 10 năm trước đó nữa như là cách đây 20 năm thì nếu hỏi các bạn là cái điện thoại di động dùng để làm gì thì bạn sẽ nói là điện thoại di động dùng để mà gọi khi mà cần thiết nhưng mà nào mà khoảng 30 tuổi đô lên thì cũng đã nhớ là trước đó điện thoại di động thì các bạn cũng đã biết là họ tính theo từng phút cho nên phút rất là mắc chứ không, không phải như bây giờ các bạn thấy là các bạn có thể sử dụng những cái ứng dụng như là Zalo như là FaceTime mà không cần phải trả tiền thì tại sao mà chúng ta lại nói tới điện thoại tại vì các bạn thấy được là điện thoại di động trong cái quá trình mà trưởng thành của cái thị trường điện thoại di động thì cái công dụng cái vai trò của điện thoại di động đã rất là khác trước đây thì điện thoại di động chúng ta chỉ dùng để mà gọi khi mà cần thiết nhưng mà bây giờ thì điện thoại di động đã trở thành công cụ cá nhân mà không thể thiếu được các bạn sử dụng điện thoại di động trong rất nhiều trường hợp nhưng mà đặc biệt có một trường hợp mà càng ngày càng ít người sử dụng đó chính là sử dụng điện thoại di động để mà gọi cho nên cái vai trò của điện thoại di động đã khác cách đây 20 năm rất là nhiều thì tại sao thường ngày muốn nói với các bạn cái điều này tại vì các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào bitcoin thì cũng rất là tương tự cũng như là chúng ta nói tới là internet thì cũng vậy cho mình thấy là trước đây rất là lâu khi mà internet mới được hình thành thì lúc đó mọi người coi internet như là một cái nơi mà chỉ lưu trữ những cái dữ liệu cho chính phủ hay là sau đó người ta nói internet đã dùng để mà lưu trữ những cái tài liệu từ thư viện truy cập một số những tài liệu công cộng nhưng mà sau này các bạn thấy là có những cái ứng dụng như là email thì người ta lại sử dụng cái ứng dụng email để mà gửi tài liệu sau đó thì các bạn có thể là xem video trên mạng internet thì cũng đã thay đổi rất là nhiều trong cái quá trình hình thành bitcoin thì cũng như vậy các bạn thấy là đây là một cái tài liệu được chia sẻ hồi tháng 7 năm 2018 bởi một người tên là Hà Siêu. Thì các bạn thấy được là trong cái tài liệu này cho chúng ta thấy được là cái quá trình của Bitcoin từ khi mà hình thành tới năm 2018 thì đã có cái sự khác biệt như thế nào. Thì cái cách mà đọc cái tài liệu này thì các bạn thấy được là những cái màu trên đây màu xanh, màu cam, màu xám, màu xanh lá cây Thì ở phía dưới đó chính là những màu này là đại diện cho cái gì Các bạn thấy đây là những năm đầu tiên cho đến năm 2011 Thì cái màu xanh này là chiếm tỷ lệ rất là cao Tại vì cái màu xanh này đại diện cho cái gọi là e -cast Proof of Concept có nghĩa là đây là một cái tiền điện tử mà đang được thử nghiệm Thì lúc đó mọi người từ năm 2009 tới năm 2011 chỉ có Bitcoin là một cái thử nghiệm tiền điện tử mà thôi Chứ không phải là như bây giờ sau đó thì các bạn thấy được là từ năm 2011 đến năm 2015 thì cái phần mà chiếm tỷ lệ cao nhất đó chính là cái phần màu cam này. Cái phần màu cam này gọi là chip payments network, có nghĩa là một cái mạng lưới thanh toán rẻ tiền. Lúc đó các bạn thấy được là Bitcoin chưa được thông dụng thì cái phí rất là thấp. Nhiều người nói là tương lai của Bitcoin sẽ là một cái mạng thanh toán rẻ tiền mà mọi người đều có thể tham gia. Cho nên đó là cái vai trò mà Bitcoin đóng từ năm 2011 tới năm 2014. Nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là chúng ta có những cái vai trò khác tùy theo là nhu cầu của mọi người lúc đó như thế nào. Khi mà Bitcoin càng ngày càng trưởng thành thì cái trường hợp mà siêu Bitcoin sẽ càng ngày càng khác hơn. Cho nên các bạn thấy được là gần đây nhất chúng ta thấy là có cái màu vàng này đã từ từ lan rộng ra. Cái màu vàng này là đại diện cho một cái vai trò của Bitcoin gọi là Censorship Resistant Ego có nghĩa là một cái vàng điện tử mà không thể bị người ta lấy được và điện tử mà không bị quản lý bởi một cái chính phủ nào và bắt đầu là cuối năm 2018 thì các bạn thấy được là cái màu hồng này đã xuất hiện cái màu hồng này đó chính là uncorrelated financial asset có nghĩa là sao có nghĩa là một cái tài sản mà không có phụ thuộc hay là không có tương quan tới bất cứ những tài sản nào khác thì đây chính là những cái vai trò mà bitcoin đã đóng tùy theo là các bạn nhìn vào cái thời điểm nào giống như là những thời điểm đầu tiên thì mọi người đều coi bitcoin như là một mạng thanh toán hay là một cái tiền điện tử nhưng mà gần đây các bạn thấy là càng ngày lại càng nhiều người hơn coi bitcoin như là một vàng điện tử và đặc biệt là trong thời gian gần đây mọi người đều nói bitcoin có giá trị là tại vì bitcoin đóng cái vai trò là một cái loại tài sản mà không phụ thuộc vào bất cứ loại tài sản nào khác không đi theo bất cứ loại tài sản nào khác cho nên tùy theo thời gian thì chúng ta sẽ thấy được là bitcoin đóng rất nhiều vai trò khác nhau thì vai trò nào mới là đúng vai trò nào mới là sai thực ra đối với Thuận không có vai trò nào đúng hay là vai trò nào sai Chỉ là cái quan điểm cá nhân của mọi người là các bạn có nhu cầu gì Điều quan trọng là Bitcoin phải đóng một cái vai trò Tại vì các bạn thấy được là nếu như Bitcoin không đóng vai trò nào trong cuộc sống Thì sẽ không ai cần Bitcoin Cái sự khan hiếm chỉ là một phần Các bạn thấy là có rất nhiều vật trên thế gian này rất khan hiếm nhưng mà không có giá trị Giống như là bây giờ Thuận nói các bạn là Thuận có thể là vẽ một bức tranh sau đó thì bức tranh đó trên thế giới này chỉ có một cái duy nhất tại vì thuận chỉ vẽ có một bức tranh thì bức tranh đó có giá trị như thế nào thì các bạn có thể nghĩ là bức tranh đó không có giá trị tại vì thuận là một người mà không dễ đẹp cũng không phải là một họa sĩ nổi tiếng cho nên cho dù là bức tranh đó có khang hiếm cấp mấy thì cũng không có giá trị cho nên cái sự khang hiếm chỉ là một phần để mà chúng ta thấy được là bitcoin tương lai sẽ ra sao cái điều thứ nhì đó chính là liên quan tới là vai trò của Bitcoin thì cũng tương tự mỗi người bây giờ là sử dụng cái điện thoại di động cho nhiều lý do khác nhau. Nhiều người thì sử dụng điện thoại di động để mà coi định vị như là các bạn là một tài xế thì các bạn sử dụng điện thoại di động chủ yếu là dùng để định vị là nhiều nhất. Nhưng mà một cái đứa trẻ thì nó có thể là sử dụng điện thoại di động để mà xem YouTube là nhiều nhất. Cho nên nếu các bạn hỏi là điện thoại di động đóng vai trò nào thì mỗi người sẽ có cái ý nghĩa cá nhân là đóng vai trò nào tùy theo nhu cầu của họ khi mà họ sử dụng điện thoại di động là gì thì cũng tương tự khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin thì các bạn thấy được là Bitcoin đóng cái vai trò gì thì quan trọng là các bạn có nhu cầu gì. Giống như là nếu như các bạn là một người mà sống ở một cái quốc gia mà cái chế độ chính trị cũng như là cái chế độ tiền tệ là ổn định thì các bạn sẽ không quan tâm đến những cái sự cố như là siêu lạm phát thì các bạn coi Bitcoin như là một cái loại công cụ đầu tư, một loại công cụ đầu cơ dùng để mà kiếm tiền trade hàng ngày, điều đó cũng không có gì gọi là sai trái. Hay là các bạn là một người mà các bạn Lo sợ về cái phần trăm lạm phát sau này sẽ là cao, các bạn lo sợ là tiền pháp định sẽ mất giá thì các bạn lưu trữ Bitcoin cũng như là các bạn lưu trữ một lô vàng điện tử đó cũng không có gì gọi là sai hay là các bạn sống ở một quốc gia mà đang bị siêu lạm phát như là ở Zimbabwe, ở Venezuela thì các bạn có thể nhìn Bitcoin như là một cái tài sản rất là cần thiết để mà lưu trữ cái giá trị tại vì đồng tiền quốc gia đã mất giá đó cũng là một cách sử dụng Bitcoin khác thì các bạn thấy được là cái vai trò Bitcoin là gì thì tùy theo là bạn là ai bạn đang sống ở đâu và có nhu cầu gì không có gì gọi là đúng không có gì gọi là sai. Các bạn có thể biết là lòng tin của thượng đối với Bitcoin cũng như là thị trường crypto rất là cao trước đây thì khi mà thường mới làm video thì có nhiều bạn thường hay comment nói là bitcoin là một công cụ đầu cơ không có tương lai hay là những cái câu nói tương tự thì Thuận trước đây cũng rất là bực mình tại vì Thuận cảm thấy là mình có lòng tin quá lớn người này tại sao lại không thấy được là tương lai Bitcoin như là mình thấy Bitcoin hay là người này không thấy được là đây là một cuộc cách mạng tiền tệ hay là gì đó nhưng mà thật ra bây giờ thường suy nghĩ lại thì thực sự là không ai đúng mà cũng không có ai sai tại vì đối với cái bạn đó, bạn đó là một trader cho nên chỉ coi Bitcoin như là một công cụ đầu cơ, một công cụ đầu tư thì cũng rất bình thường đối với thuận là thuận tin tưởng nhiều hơn cho nên thuận lưu trữ bitcoin như là một vàng điện tử và có một số bạn thì nói là bitcoin không có giá trị sẽ chở về con số 0 thì trước đây thuận cũng thường hay là cãi lý với những cái bạn đó nhưng mà bây giờ thuận suy nghĩ lại thì thực sự mà nói là cũng không có gì gọi là sai đó là tư tưởng cá nhân của người đó giống như thường cảm thấy là rất nhiều những tài sản hay là rất nhiều những cái công cụ thường cảm thấy là không có giá trị nhưng mà sự thật là vẫn có giá trị đó chỉ là quan điểm cá nhân của thuận Tuy nhiên một điều mà các bạn cần nên nhớ là cho dù các bạn nghĩ là một vật nào đó không có giá trị cũng không có nghĩa là người khác nghĩ nó không có giá trị mà nếu như mà nhiều người nghĩ nó có giá trị thì nó sẽ có giá trị và ngược lại đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn hiểu được là ý thường muốn nói tới cái vấn đề liên quan tới vai trò Bitcoin là gì và một người nào đó mà nói với các bạn là Bitcoin không có giá trị hay là cái suy nghĩ trái chiều với các bạn về Bitcoin hay là bất cứ một loại tài sản nào khác thì các bạn cũng không có cần phải quá bật tức tại vì sự thật là giá trị là nằm ở cái nhu cầu của mỗi người Nếu như nhiều người có cùng một nhu cầu thì vật đó sẽ có giá trị Và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay Nếu như các bạn có cảm nghĩ gì thì hãy comment ở phía dưới Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ thuận capital Các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit tham gia sàn NFX bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí thông qua Telegram. Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống, thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới, chỉ phù hợp với những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance, tham gia thông qua link của Thuận Capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi mà giao dịch, sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn. Ba sàn này, Starbex, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế. Nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ, các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này. Và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn